Xin chào mọi người. Con nói đi. Nhà bà về sẽ đi ăn. À, sáng nay nhà Mon sẽ đi cái chỗ nào ba? Mình sẽ đi thung lũng các vị thần. À, thung lũng các vị thần ở Đà Lạt nha mọi người. Ủa sao? Giờ đi thôi. Đà Lạt có mọi người cùng theo dõi chân nhà Mon nha. Ba. Rồi. Làm gì á? Xe máy đúng không? Bán xe máy, chọn xe máy gì? Xe máy kia kìa, màu đen á. Đây nè, đây là cái dàn xe cho thuê nè. Chọn đi, chọn chiếc nào. Đây nè, trên đây nè. Chọn chiếc xe nào, xe này á. Chọn chiếc này đi. Chiếc này nha. Chiếc nào? Rồi, ok. Ở đây có dịch vụ cho thuê xe luôn. Nhà mình cũng thuê. Không đi xe hơi đây. Khách sạn này nè. Vẫn là khách sạn này. Đi thôi. Ôi. Cái tay con rồi. Con nói sao? Bà mẹ bị cái tay nặng quá. Mẹ bao tay cho con rồi. Con này hả? Con này hả? Vị thần kìa. Có thú ở đồng thần hả? Ờ nè, đó. Đúng rồi đó con. Xa hả? Nó vòng lại đó hả? Vòng rồi cái mặt. Nó từ. Nãy giờ đi cái mặt buồn tiêu. Rồi vô lông của các vị thần. Kìa con trai. Con chào chưa? Hãy cộng tay với ta. Rồi, chào gia đình mình nè. Rồi đi thôi. Con chim. Đây mà thử không? Rồi ok, tự tin luôn. Rồi. Ừ, ra cái gì vậy? Rồi, mà gia đình mình nè. Rồi. Đi vô. À, vé nè. Ôi, chào mừng gia đình mình đã đến với thung lũng của các vị thần. Đây, các bạn giá vé nằm đây nè. Mình sẽ tia cho coi bạn giá vé. Tổng cộng là 420. Có không biết gì đâu anh. À, cái này là menu đồ ăn thôi hả? Còn giá vé thì sao hả? Người lớn thì sao? Đi đồ ăn bé. Nước hoa chế và 120 tặng 1 chai nước sữa. Ờ. Gia đình mình á. Nắng quá. Ồ, vừa vô đây cái nắng hả? Bên em có hỗ trợ dù cho mình nhé chị nhé. Có dù hả? Dạ có. À, cho mượn cây dù đi. Cô còn xuất vẻ lấy dù rồi nghe nhé. Ghê chú kìa, thấy không? Ở đây có mấy hàng ghế. Mấy dù ở đâu ba? Xin chào gia đình ạ. Chào con. Dạ, dù ở ngay kia này. Lấy cho mẹ cây dù đi. Trời trời, thích quá hả? Thích kiếm hả? Cầm được không á? Nặng không? Cầm được rồi đó. Ồ. Muốn chụp hình không? Dạ có. Đây, ở đây nè. Ok, mà chụp hình. Đó. Đây, cắt cái kẹp của tôi à. Cầm được nhé. Rồi. Lưng này luôn, tay lại. Cầm được chỗ luôn đây. À, đứng vậy ha. Cắt cái vai luôn. Rồi, đây. Má mời cho nó một cái. Để chơi vui nha. Dạ. Rồi đi nào, má cho mẹ cái dù đi ba. Ba cầm cái này cho mẹ đi. Tiếp tục đi, mau đi trước đi con. Coi thử trước đây sẽ là cái gì. À. Ồ, ghê à. Wow. À, nó chỉ là giả thôi hả?
Chờ mẹ chụp cho hai cha con nè. Đây rồi, xin chú chụp hình tấm nha. Xin chú cho qua cổng đi. À phải xin chú qua cổng nữa hả? Ồ đẹp quá. Chú mới cho qua cổng nè. Nước khói khói vậy. Nước nóng hả? À nước mát. À làm khói thấy sợ vậy. Hay vậy. À, đưa cái dù cho mẹ đi. Mẹ ba cầm cái. Ba dắt nó đi đi. Hai cha con đi trước đi. Chào Hoàng Tử. Chào Hoàng Tử hả? À. Ghê ha, nghe nhạc ghê ha. Đi. Đi đi ba đi xuống đi. Ý nó là ở dưới đây, ú có nhiều quá ha. Hay là mình sẽ đi xuống dưới đi. Thôi đi nào, đi lẹ đi. Để tới nhà Hobbit. Hobbit thợ rèn hả? À. Ú đẹp ha. Hi. Chào anh. Mai có chụp với chú không? Anh chụp hình với chú đi. Rồi, không không chụp cho em được hả anh? Đứng đứng đây hả? Mon đi lên đi lên chụp với chú. Đó. Ồ đẹp quá vậy. Cái tiếp là gì kìa? Đi tới mỗi cái là có một... Không biết chứ à. Wow. Đây là chú họa sĩ hả? Ê ba ngồi vô đây nè. Kêu Mon nữa, Mon ơi. Tiệc trà. Tiệc trà bánh cùng người Hobbit. À, hay ha. Ôi nhưng mà ba với Mon ngồi nó choán hết cái chỗ đẹp rồi. Giờ là tiệc trà nha. Tiệc trà bánh à. Bánh chị quán chú ngồi, con ngồi đi. Rồi con ngồi đi. Mày rồi. Đó, ngồi với chú kìa. Rồi chụp nha. Chỗ này đẹp ha, đi lối nào cũng thấy đẹp. Gì vậy bà? Ô cái thùng rác cũng đẹp đó. Thôi đi tiếp nè. Nhà này là nhà gì? Xoay nhịp. Vậy hả? Có xe đưa lên hả? Đi xuống thì mình tự đi đúng không? Mon đi đi con, đi đàng hoàng con. Gì hả? Cái đèn hả? À.
là nhà Hobbit làm gốm đúng không? Giờ là đến làm gốm nè. Chưa được ăn mẹ thấy thương chưa? Ui, con đói chưa? Con ăn cơm gì á? Ui ôi, nó dục cái nó. Ghê vậy? Bỏ ra cho mọi người coi nè. À, con sườn ở trong đó có gì hả? Ui, đói lắm rồi. Con đói lắm rồi. Xem à, ui, hấp dẫn quá vậy. À, hấp dẫn quá vậy. Cái gì à? À bị gãy rồi, con ăn đi. Không mời mọi người à? Mời mọi người cùng ăn nhà mon nha. À giỏi, rồi con ăn đi con. Ăn ngon miệng nha. Rồi mình đi nha, ăn xong rồi mình đi chinh phục hết mấy cái dưới đây nè, đó, con lâu đài nè. Ồ, cái nhà cây nè. Với lại mấy con thú nè. Cây chứ, quá giật cây mà. À, quái vật cây. Ghê ha. Con thích không? Trò chơi á. À, trò chơi đó hả? Ở đây á, mình mua vé, combo vé luôn á, là người ta sẽ cho nước uống luôn đúng không? Sẽ cho chọn tất cả các loại nước. Nước này là nước gì ta? Dâu tầm nè. Dâu tầm. Con Atiso. Uống cái đó mát đúng không? Tốt á. Với lại nước ngọt. Với lại có trà chanh nữa. Trà Atiso, trà chanh. Với lại coca. Đó. Không chạy. Thôi đứng đó đợi đi. Thôi đừng có đi lên con mệt. Bên này cái khu. Đây là gì? Bên đây là gì? Xin chào. Con ơi, đây nè, coi chú bé con gì nè, con khủng long nè. Sờ được không? À, cái tay chú rồi phải không? À, tưởng là thiệt này hết hồn. Hay hả? À, vậy hả? Sợ nha. Con lại chú coi kìa. Cho phim nói chú không? Ừ, cho phim nói chú đi.
có sợ. Ở trong cái trước đi. Rồi đi. Cảm ơn. Đi nào. Nhìn mọi cười quá. À nhìn mọi cười quá hả? Đây là gì? Khói khói kìa. Đi vô khói khói coi thử có cái gì. Nhìn mắc cười. Đây là cái gì? Khói quá trời kìa. Ô nước sôi hả? Nghe ha. Chụp thử coi. Đứng đứng vô thử coi cái khúc này chụp sao đây cho đẹp đi. Vậy á. À, cũng đẹp ấy. Thôi muốn đàn nữa mắc mệt à. Ui 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 trèo kìa coi coi ổng trèo nè. Thôi đi nào. Ừ ai vậy? Thôi đi thôi. Ui góc này đẹp quá ba nè. Thế nào làm tôi hết vỉ này thì cũng bị cái khác à. Hả? Cái này là gì ba? Nữ thần tình yêu hả? Rồi vô đi. Trời ơi. Ô đẹp quá ha. Wow. Xuất sắc ghê mến. Cảm ơn đi. Nó chưa gì hết mà nó chạy rồi kìa. Ô đẹp quá à. Rồi đứng vô mày chụp cho nè. Cái chỗ đó ngược nắng hay sao á ba? Góc đó ngược nắng á. Ủa ghê. Hả mà. Thôi đi nào đi xuống kia kìa. Đó có cô kìa. À. Ôi ơi có cô xinh đẹp là thích lắm. Có cô xinh đẹp kìa. Ôi này đẹp quá. Ôi nó đang chớp mắt hả. Thôi từ từ đi. Chạy tới. Ui ai vậy? À. Sao? Đây cho nó ăn. Đi nào. Trời chưa gì mà nó chạy kìa má ơi. Ở đây có suối nữa. Đi trên cao luôn ha. Trên tuốt trên kia. Công nhận. Nhưng mà đi xuống nó không mệt á. Đi lên thì có xe chở rồi cũng đỡ.
bụng nó bụng bự ấy. Thôi đi. Ớn con luôn á. Nó ăn tiếp. À cái này đứng lên trên đây chụp luôn nè ba. Má làm gì hả? Má nó chụp không? Đợi đợi người ta chụp xong mình chụp nha. Chưa xong. Thế nào? Rồi đi xuống suối đi. Giờ đi lên hả? À đi. Còn một con đúng không? Nó khoái con rồng đó nãy giờ á. Nó đi rồi kìa. Biết rồi. Suối nè. Thôi, mẹ quay một vòng. Thôi, tiếp tục đi qua đây lại. Cái chỗ có cái thác đẹp kìa. Có cái thác ở bên con rồng và con rùa. Trời trời, coi nó kìa. Nó đứng nó kìa, nó chọc chú kìa. Đây chú có bộ đồ đẹp. Nhà mình đứng vào em chụp ảnh cũng như là quá. Ờ, hình như có cá nữa nè. Cá. Em biết ngay mà. Cá nè, thấy không? Đứng cô đánh lên con. Phải tay chào đi. Rồi đồng đang chuyển động mà. Đưa tay lên luôn, vẫy tay lên. Rồi chuẩn bị nè, bye bye. Sẽ đi lên, mình sẽ được đi xe này nè. Mẹ ngồi vừa không? Chung luôn hả? Thôi lên nha. Đây. Ồ lên đây cũng có chú. Làm sao quá. Đi lên thấy quá sảng khoái. Con ơi, ba ơi, bye bye nào. Bye bye mọi người. Kết thúc video tại đây.